Anh em ngồi đây, anh em xem lại cùng với tôi. Anh em chỉ cần xem 5 phút cùng với tôi thôi. Xong rồi nếu mà anh em trụ lại đây đúng 5 phút, anh em inbox qua fanpage, tôi sẽ tặng anh em mỗi người một chai cưm men. Nhưng anh em phải ngồi đây và nhìn với tôi đúng 5 phút. Okay. Anh em ok lên phím 1 nào. Lên phím 1 nhá. Rồi nào, bắt đầu nào. Bây giờ anh em tôi cũng ngồi nhìn cùng anh em luôn nào. Nào đây. Ngồi. Nhìn luôn. Ngồi. Đấy nào anh em. Phương ngồi đây, Sơn ngồi đây. Một chai cứu men nhá. Đấy, nào đây, gương mẫu là sếp ngồi nhìn, sếp nhìn đi. Phương nhìn. Nhá. Rồi, Sơn. Nhìn đi, rồi đấy. Không rời mắt được. Chưa. Yeah. Rồi, Tuấn Nguyễn lên phim 1 rồi. Ok Tuấn nhá. Wow, sếp ngồi nhìn đúng 5 phút. 66 anh em. Tính giờ là. Ngồi xuống, mẹ. Nhìn đi. 5 phút đâu. Phải ngồi đúng 5 phút. Nhìn mình thì là đây, có miếng này, miếng sô cô la bò này. Đấy. 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 Để của em quay bao nhiêu mắt cái? 67 anh em. Sao vậy anh em ngồi ngắm? Hả?